Thì tôi nghĩ tinh dầu thượng đỏ thì là một cái dùng cái danh từ là quốc bảo Hàn Quốc là quả là không sai. Tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm tôi nghĩ rằng là giúp cho để giảm cái mỡ máu rất là hiệu quả. Và cái này có thể áp dụng cho rất nhiều cái đối tượng, đặc biệt với người cao tuổi. Ta thấy là trong cái thành phần ấy, của cái tinh dầu thượng đỏ ấy, rất nhiều hoạt chất rất là quý. Đầu tiên phải nói là cái hoạt chất là pycnogenol, rồi là tazon, rồi protein, rồi các loại vitamin, trong đó có vitamin C, A, rồi vitamin K, vân vân. Thì ngoài ra có một hoạt chất gọi là rutin, và rutin các anh biết là nó làm bảo vệ cái thành mạch rất là vững chắc. Ngoài ra thì còn có cơ gọi là cái caroten nữa. Thế rồi không những thế còn các cái vitamin E, và đặc biệt nó có cái hoạt chất kích hoạt cái enzyme GPK đấy, nó làm cái tác dụng là làm giảm cái biệt hóa cái tế bào mỡ. Đấy, thứ hai nó làm giảm cái quá trình sinh tổng hợp cholesterol, rồi nó làm giảm quá trình đường huyết rất tốt cho người đái tháo đường, và đồng thời cũng tác dụng là điều hòa được huyết áp. Nếu chúng ta mà uống đều đặn và chúng ta biết chăm sóc tốt thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh và tránh được cái hậu họa của mỡ máu cao, và từ cái tránh cái hậu họa mỡ máu cao như vậy thì chúng ta tránh được cái bệnh đột quỵ tai biến mạch máu não.